Tan tan tan. Các em ơi, chị Bibi có bộ móng tay rất là dài dài nè. Chúng mình thấy có đẹp không nào? Hôm nay chị Bibi sẽ hướng dẫn chúng mình cùng làm một bộ móng tay nhé. Đầu tiên, chị đo một hình vuông có cạnh 10 cm, hoặc tay bạn nào nhỏ hơn chúng ta có thể đo 6 cm thôi nhé. Sau đó chị gấp đôi tờ giấy. Gấp đôi tiếp hai bên tạo thành hình tam giác to. Rồi gấp đôi lại. Chúng mình đo từ dưới lên tầm 3 cm. Rồi gấp một tam giác nhỏ lên phía trên. Và giờ chỉ cần dính 2 mép lại là đã được một móng tay xinh đẹp rồi. Các em làm tương tự như vậy với những tờ giấy còn lại nhé. Chúng mình chú ý khi chơi với bộ móng tay này, chúng mình không được đưa tay vào miệng đâu nhé. Hy vọng video này sẽ mang lại cho các em thật nhiều điều thú vị. Các em nhớ nhấn like, đăng ký để đón xem những video tiếp theo nhé. Xin chào các em!